Xin chào quý vị và các bạn, em đang có mặt tại nhà vườn Đạt Linh để bán cây giống chất lượng. Hôm nay là ngày chủ nhật và nhân viên bên trung tâm vẫn làm việc rất là năng suất và hăng say. Đây em sẽ quay cho các bác cái công tác xuất cây cho khách. Đây là chị khách quen của em này, ở Quảng Trị đưa xe to ra để bốc cây, cực kỳ nhiều cây. Tất cả các cây khi mà chuyển đi đều được bó bầu cẩn thận, bọc gói. Ngày nghỉ nhưng mà đang vụ xuân đúng vụ và đang mưa xuân đẹp như thế này, cho nên là các bác cứ trồng cây là em vẫn phục vụ đầy đủ, đều đặn. Nhưng chủ nhân gọi cho em rượu anh lúc nào cũng được. Đây là cây cherry này. Đây là vải, lô vải này to quá. Báo với chị khách là đường kính gốc chỉ tầm khoảng 4 phân thôi, 3 đến 4 phân. Nhưng mà đây này, cái gốc này nó còn to hơn cả cổ chân của em. Chị báo cho khách là báo cỡ vừa, nhưng mà chuyển cây to là rất là lợi cho khách. Lúc nào em cũng làm tốt nhất cho khách hàng. Được một lô vải choai như thế này chỉ có mấy trăm ngàn một cây thôi, nhưng mà cây rất là to. Cũng về của xe này đi em ạ. Đấy. Còn đây là mít. Đây là lô mít thái ghép của nhà vườn Đạt Nhung. Đây, cây đều đang có quả rồi. Gốc nó sẽ dao động tầm như thế này, là gốc như thế này là đường kính được tầm 7 cm. Cũng chỉ em báo giá là khách giật mình đấy ạ. Nói chung là hơn 200 ngàn một cây mít to như thế này đang sẵn quả. Ổi cũng thế, đi bằng xe cẩu nhưng nhà vườn Đạt Nhung bán với giá rất rẻ. Em đầy đủ các xe và đi tỉnh giao hàng toàn quốc, bọc cây cẩn thận, làm việc 24/7. Khách hàng có nhu cầu mua cây giống trồng vụ xuân với giống chuẩn, bảo hành chất lượng, bảo hành khâu vận chuyển thì vui lòng liên hệ với bên em nhà vườn Đạt Nhung, khu 31 ha, phố Nguyễn Mộ Tài, thị trấn Châu Quý, Gia Lâm, Hà Nội. Đấy, vườn rất là rộng. Em hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé.